Chương trình khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness là một công cụ hiệu quả để tạo ra các nhóm khách hàng và tăng doanh số cá nhân. Hãy xem chương trình hoạt động như thế nào. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là học cách tạo doanh số cá nhân 200 và 500 điểm. Để làm điều đó, bạn chỉ cần hướng dẫn một hoặc hai người đến cửa hàng Siberian Wellness mỗi ngày và ngay lập tức kết nối với họ qua các cuộc trò chuyện khách hàng. Với Siberian Wellness, điều này không khó vì chúng tôi có mạng lưới các cửa hàng ngoại tuyến và trực tuyến trên toàn thế giới và chương trình khách hàng thường xuyên. Đặc quyền chính của khách hàng là tiết kiệm ngân sách gia đình với mức hoàn trong một năm 10 hoặc 15% số tiền mua hàng vào tài khoản tiền thưởng. Tài khoản này có thể được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các giao dịch mua hàng tiếp theo. Và sau đây là những quyền lợi dành cho tư vấn viên. Nếu khách hàng mua hàng dưới 30 điểm, khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Tư vấn viên sẽ nhận được 25% số tiền mua hàng của họ. Đối với các giao dịch mua hàng từ 30 điểm trở lên, khách hàng được hoàn lại 5% số tiền mua hàng và tư vấn viên sẽ nhận 20% từ đơn hàng của khách hàng đó. Đối với các đơn hàng từ 50 điểm trở lên, khách hàng được hoàn tiền 15%, tư vấn viên sẽ nhận 15% số tiền mua hàng của khách hàng thường xuyên. Và nếu khách hàng mua tương ứng 100 điểm trở lên, anh ta sẽ được hoàn tiền 15% và tư vấn viên sẽ nhận 10% số tiền đặt hàng. Nếu khách hàng thường xuyên mua hàng tương ứng 50 điểm trở lên mỗi tháng, anh ta sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ khách hàng thường xuyên và 6 tháng sau nhận được phần quà là sản phẩm bán chạy của công ty. Nếu đáp ứng các điều kiện của câu lạc bộ, khách hàng thường xuyên sẽ nhận được 2 phần quà mỗi năm. Hãy chia sẻ những ưu đãi của câu lạc bộ khách hàng thường xuyên và kết nối càng nhiều khách hàng càng tốt với chương trình khách hàng thường xuyên Siberian Wellness. Với mỗi khách hàng thường xuyên được kết nối với câu lạc bộ khách hàng thường xuyên trong 6 tháng, bạn sẽ nhận được trung bình 1.700 rút. Càng nhiều khách hàng thường xuyên trong câu lạc bộ khách hàng thường xuyên, ưu đãi cho bạn càng lớn. Chương trình khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness, ưu đãi cho khách hàng, ưu đãi cho tư vấn viên.